Dạ, cảm ơn chú Ngạn và cảm ơn chị Kỳ Duyên rất nhiều. Và lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị khán giả của Prism Night là chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Dạ, kính thưa quý vị, cũng như quý vị đã biết là từ ngàn đời xa xưa, ông cha ta cho đến chúng ta, ai ai cũng đều sanh ra và lớn lên bởi từ một người cha và một người mẹ. Đó là định luật tạo hóa đất trời, không ai có thể mà sửa đổi được. Nhưng theo tôi biết có người dám cãi lại định luật đó, không được sanh ra bởi từ một người cha và một người mẹ, vẫn lớn lên tồn tại phát triển bình thường, thậm chí rất tài giỏi. Người đó là ai? Đó chính là Tôn Ngộ Không. Dạ. Dạ. Mặc dù anh ta được sanh ra từ một hòn đá, nhưng vẫn có tên là Tôn Ngộ Không. Thì tại sao tôi được sanh ra từ một người cha và một người mẹ thì làm sao không có tên tuổi được? Đó là lý do vì sao bây giờ xin phép giới thiệu tên tuổi tôi cho quý vị cùng nghe. Dạ. Dạ. Tôi họ Tào, tên Lao. Dạ. Tên đầy đủ của tôi là Tào Lao. Dạ. Dạ, trở lại vấn đề. Thưa quý vị, cũng từ ngàn đời xa xưa ông cha ta đến chúng ta, và ai cũng là sanh ra và lớn lên bởi vì bầu sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất. Nhưng theo tôi biết, có một người cũng cãi lại định luật đó, không dùng sữa mẹ, tự phát triển, tự sản xuất, tự uống và tự lớn lên bình thường. Người đó là ai? Dạ, đó chính là ông Thọ. Dạ. Dạ, tự sản xuất, tự uống rồi tự phát triển, tự lớn lên luôn. Dạ. Dạ, thưa quý vị, nói chơi thôi, bây giờ đến với chương trình, trở lại chương trình của chúng ta. Quý vị tự biết là Trung tâm Thuyết Nga Personal thường tổ chức những cái chương trình để hạn như là cuộc thi Vista, rất là quý vị rất là nhiều quan tâm. Và bây giờ để tới chương trình đó, mời quý vị hãy đến với chương trình là cuộc thi tuyển chọn tài năng Vi Vu. Yeah. Bắt đầu, mời. Tào Lao. Sai, làm lại. Hey, quyết đi thi, không huệ quải, không giật giải, sẽ không về, không về. Yeah. Chà, khí thế quá. Hai người vô đây thi phải không? Không. À? Vậy vô đây làm chi? Thi. Vậy nói cuộc là thi hay không thi? Thi chứ. Ai thi trước? Dạ em. Rồi. Giới thiệu tên tuổi, thi. Dài lắm. Dạ. Tôi biết là dài, vẫn giới thiệu đi. Dài lắm. Tôi biết là dài lắm nhưng phải giới thiệu để người ta ghi vô hồ sơ. Dài lắm. Tôi thấy bà ngắn cũn như vậy đâu mà dài. Cái tên của tôi dài lắm. Tên dài lắm. Ừ. Họ dài, tên lắm, tên là dài lắm nữa. Ừ. Chà, dữ. Sao là tên gì vậy? Cái tên là cái vía ba má tôi đẻ, con nít bình thường là 60cm. À. Đẻ tôi ra có 6cm à. Đặt nhờ đặt cái tên của cái vía vậy mà tôi dài chứ ớn không? Ồ, dài quá. Cỡ cây thước dây vậy đó. Dạ, nguyên cây luôn á. Rồi. Dạ. Thi gì thi đi. Cái gì vậy? Nói vậy là sao xúc phạm tôi nha. Anh vô đây tôi chưa thi tài năng mà nói thi gì thi đi lỉ, nói gì rồi sao? Xin lỗi anh nè nha. Hồi đó tôi đẻ ra đó, ba má tôi đẻ ra dưới quê cúp điện tàu mà đẻ ra cái mặt tôi sáng y chang gầm nè. Phải không? Sáng cái sao? Ừ, anh thấy sáng quá. Mặt tôi phải sáng, đẻ ra là sáng nè, phải nhặt anh mặt tới hù anh thấy không? Nè coi mặt tôi nè, đó sáng dễ sợ, mặt sáng như răng rồng, coi mặt anh tới hù. Thôi bà nội, bà làm tôi không biết vậy, bà đưa bà bật lên, bà đưa qua tôi off rồi sao mà nó không tối được. Ủa vậy hả? Bà thử đưa qua tôi, bà mở lên coi nó sáng không. Vậy, mặt em sáng à? Đó, đó. Qua mặt anh đưa mở lên coi sáng không. Gì vậy? Hết pin. Tào Lao thi đi. Nãy giờ vô đây em thấy em nói lưu loát không? Lưu loát. Không có chữ nào dách chữ nào, không bao giờ liệu chữ, không bao giờ quên lời. Hay. Nói vô cùng lưu loát cho nên mọi người ủng hộ em tới đây thi. MC. Dạ không. Làm cái gì? Thơ. Làm gì vậy? Không làm gì vậy? Cổ động tôi đó. Hay quá, thi thơ. Hay mà hay. Nói cho cố dài càng lan đại hải đúng cùng là thi thơ. Bậy lắm bà không? Dạ tôi thi tài năng, tôi muốn thi rồi. Gì tôi thi. Rồi thi đi. Tôi bắt đầu đọc thơ phải không? Rồi làm thơ đi. Dạ anh chuẩn bị nghe nha. Rồi chuẩn bị dạ. Nghe. Châu ơi, ta bảo Châu này. Lại biểu Châu. À. Cái gì? Tôi là ban giám khảo nha. Em thấy anh đen đen tưởng Châu, em xin lỗi. Tào Lao. Thi. Giống Châu. Dạ. Châu ơi, ta bảo Châu này. Ừ. Châu ra ngoài ruộng đi cày với ta. Ừ. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Hả? Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Cái gì? Ông làm gì? Ông làm gì? Hay quá mà anh. Hay cái gì mà hay? Dạ. Tân cổ giao duyên. Tân cổ giao duyên cái gì? Bà đem bà gắn ông này mà cắm vô đuôi bà nọ là sao? Trời ơi,
Trời, anh sao anh khó quá à? Anh có biết ngày xưa Thúy Kiều, Thúy Dân hồi nhỏ tao cũng đi chăn trâu vậy? Sao anh biết được người ta làm vậy? Chăn trâu là biết vậy mà để mà lấy cái này mà gắn cái kia là không được. Cái này là bà ăn cắp thơ và bà chế thơ là khác, hiểu chưa? Cái này của mình. Không được à? Không được. Cho em cơ hội khác được không? Thi làm gì mà làm gì ghê vậy? Năn nỉ. Cơ hội đúng không? Dạ. Rồi cho cơ hội nữa làm đi. Dạ. Thi cái gì? Kể chuyện. Kể chuyện hả? Dạ. Chuyện gì? Chuyện cười. Cười hả? Bà chưa kể em... bà cười mà nói. Không phải. Tự nhiên em nghĩ. Cái gì? Em nghĩ đến cái chuyện mà em sắp kể cho anh kể. Là mắc cười đó đúng không? Chắc em chết. Bà kể mà là tôi nôn quá nội. Chuyện sao? Bà kể tôi nôn quá nè. Hồi sáng sao? Em đi ăn sáng đó. Ừ. Em vô. Ừ. Em kêu bộ tổ tiêu. Chắc chết. Chưa có cười được. Chưa. À chưa. Ừ. Chỗ này mới cười. Chỗ này mới cười. Bà bán quán ra. Bà đi. Chắc tôi chết với bà này quá. Bà sao? Bà mới bưng ra cho em tô phở. Chưa có cười được. Em chưa có nói sao anh cười. Quên. Xin lỗi. Em sao? Chắc tôi chết rồi này. Bà là tôi muốn chết với bà đây nè. Cái ừ. em mới nói là ừ. Chị ơi lộn rồi. Bà nội. Chưa có cười. Dạ chưa, cái bà nó mới trả lời. Mới cười là rồi. Bà trả lời sao? Dạnh đẹp chứ em đột quỵ bây giờ. Khổ quá. Ừ. Bà đó bà mới nói ừ. Dạ để tôi đổi cho chị tôi khác. Trời ơi. Cười chưa có cười được. Bà tự bắt cười hoài. Dịnh đây câu này đỉnh nè. À câu đỉnh nè. Câu đỉnh dịnh không nè. Bà trả lời là bà cười. Để em chuẩn bị cười anh. Bà ràng cười chắc bể bụng mau. Dạ. Sao mà anh biết sao không? Tôi mới nói. Ừ sao? Để đó em ăn cho. Chết. Đi về. Tôi muốn ra. Bà tào lao hả? Cười chỗ nào? Có một mình anh không cười, ở dưới đây ai cũng cười. Yeah. Dỗ luôn kìa. Yeah. Khó quá, ban giám khảo mà khó quá. Yeah cái gì? Tôi cho mày về ở trong luôn bây giờ. Ông ta cười thiệt mà anh. Cười cái gì? Người ta là khác, còn tôi khác, tôi là ban giám khảo nè. Tôi chấm cho cô nè. Cô phải cho tôi cười mới được. Vậy không được hả anh? Không được. Chuyện tao lao cười. Cái gì nữa bà nội, cái gì vậy? Cho em thêm cơ hội nữa được không anh? Nhớ là bất quá tam thôi nha. Dạ. Ba lần thôi nha cha. Dạ. Rồi làm cái gì? Dạ em hát. Hát được không? Đừng có khi dễ mình nha. Ừ. Em nói cho anh biết toàn bộ khán giả dưới đây là người nhà của bà? Không. Cái gì? Nhà tôi đâu tiền mua vé nhiều đây chứ. Dạ người nhà em mua 2 vé ngồi chót thôi kìa. Chứ quê lên thì đâu mua vé. Chị bà giới thiệu con chi? Fan của em đó. Yeah. Thấy chưa? Thấy fan em khủng khiếp đó. Fan em. Bà chưa đi thi mà có fan rồi đó hả? Fan của em không, trước khi em hát là em phát cho ngồi cái spell ở dưới rồi đó. Hát không nghe là bực ngửa liền. Ở nhà ông anh em ăn bơ tô cơm ăn vậy nè. Em tức giọng hát lên ông bực ngửa 6 vòng đứng sững cho bưng tô cơm ăn tiếp, khủng khiếp không? Rồi bà nói sao nghe tôi hồi hộp quá bà nội. Cái giọng em nó gọi là giọng khủng đó. Rồi phải không? Phải không? Yes. Làm liền. Thiết liền. Hát liền. Dạ. Rồi. Con bướm kinh, con bướm kinh, con bướm kinh, con bướm kinh.
gì? Nè 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 nè, bị mình bạo loạn ở chỗ này hả mày? Hả? Đạp cái gì vậy? Trời, cứ em chỗ đi. Dạ. Tào lao, bà làm gì? Dạ. Bà hát cái gì kỳ cục vậy? Hả? Con bướm xinh mà lại con gì? Con bướm của anh nó còn sống, nó xinh xắn. Con bướm của em không biết thằng ông nội nào đập nó chết trước nhà, nó xinh nó ghê lắm. Có chung phình ra bá, em thấy thì phải hát đúng bài chứ. Thôi dẹp đi, bà làm tôi biết bài nè. Bài này bài con bướm xinh, con bướm xinh người ta hay gần chết vậy đó mà bà gấp bà đạo nhạc bà làm tập đâm la ở đây hả? Gì vậy? Vậy là rớt anh. Rớt rồi. Không buồn. Sao vậy? Biết đi thi sẽ bị rớt, nếu bị rớt sẽ không buồn, nếu có buồn sẽ cởi chuồng. Cái gì? Tào lao, mới nói cái gì? Dạ không, em đọc cho nó suông mỏ vậy thôi. Chứ em đâu có khùng đâu em cởi chuồng. Đâu có tự nhiên phi vậy đâu cha. Là chứ tôi khùng vậy. Tào lao. Tào lao. Tưởng vô làm gì tùm lum tùm la, không mà làm xí cầu. Tưởng đi đâu vô cái là phải có gì ra. Bảy tầm bạ không. Bực bội gì đâu. Hình như đi chung với con nhỏ kia thì phải. Tôi nghi lắm rồi nha. Nè, tới đây. Ông á, tới đây. Anh kêu em hả? Kêu ông chứ kêu ai? Tới đây. Em hồi hộp quá. Trời đất ơi. Ông... em gồm quá anh ơi. Ông mặc đồ võ sĩ boxing mà ông rút lên sao? Em bận cho nó không khí thôi à. Chứ thật sự em ôm yếu mong anh dễ vỡ lắm. Ừ, giống ông Thi mà ông mong anh dễ vỡ sao ông Thi? Dạ, em gồm quá à. Em mất bình tĩnh, mà em mất bình tĩnh là em quên. Em quên là em phải sức dầu. Trời ơi, hôm nay Thi toàn là quái vật Thi không mà trời. Ra, sức dầu vô, sức dầu vô. Thôi em sức miếng dầu. Sức dầu nhanh, nhanh nhanh rồi Thi. Sức đi. Trời ơi, sức dầu rồi sẽ xì dầu vậy trời. Em sức nha anh. Rồi, sức đi, sức đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông làm gì? Ông sức không? Ông sức vô này chi vậy? Em thích hửi mùi dầu. Ừ. Mà da em bị dị ứng với dầu. Rồi sao? À, anh chịu khó sức miếng dầu. Em hửi được mùi dầu là anh hết có điên đầu. Trời đất ơi, khổ quá rồi. Hửi đi, nhanh như được Thi. Cảm ơn anh. Làm gì nổ da gà hết trơn nội ơi. Rồi bình tĩnh chưa? Dạ bây giờ em bình tĩnh lắm rồi nè. Bây giờ anh hỏi em đi. Anh hỏi em cái gì? Em trả lời anh hết. Em bình tĩnh lắm rồi. Tên gì? À, dạ em tên gì anh hả? Ông tên gì cũng hỏi tôi sao trả lời được cái đâu. Anh ơi. Cái gì nữa? Anh đừng có la lớn. Anh la lớn là em gùm. Gùm sao? Em gùm là em mất bình tĩnh. Tỉnh rồi sao? Em mất bình tĩnh là em quên. Quên rồi sao? Quên là em phải sức dầu. Trời đất ơi, khổ quá mà thiệt. Cho em sức miếng dầu. Miếng dầu nha. Đó sức đi, nhanh lên. Rồi sức đi, nhanh nhanh, nè. Sức nha anh. Ừ. Cái gì vậy? Rồi hít lại đi, Thi. Anh ơi. Sao? Em thích. Ê, bậy nha. Tào lao nha. Hử cái gì đây, cứ thích cái gì đây. Không. Ô mày dặn dễ dãi nha. À, xin lỗi anh. Không phải, ý em nói em họ thích. Dạ tên coi, dạ tên đầy đủ của em là thích đứng coi. Tên nghe không mà khó chịu rồi đó. Thích đứng coi đúng không? Dạ. Rồi. Quên nữa, nói chuyện ông nội phải nhẹ nhàng quá, ông xỉu nữa mệt. Anh nói gì? Thầy. Anh nói gì? Thầy. Sao anh là lớn quá giờ? Anh là lớn là em gồm. Mày rung là mày sức dầu đúng không? Mày đưa đây khổ. Đúng rồi. Dạ. Rồi mày hử đi, nhanh lên mà hử luôn. Rồi. Mày thi đi. Thi. Em thi gì anh? Thi tài năng.
Dạ em đâu có thi tài năng gì đâu anh. Chứ mà vô đây chi? Dạ em vô em coi. Trời, tên em là Thích Đứng Coi mà. Dạ chủ yếu là vô em đi em coi chứ con nhỏ bạn nó thi. Dạ mà nhỏ bạn nó thi xong rồi dạ xin phép cho em về. Tào lao, tào lao. Vô không có làm gì sức đẩy dầu nữa. Trời đất ơi, nó hôi rình cái dầu gì không biết. Chết tôi rồi. Hôi phải không anh? Hôi, hôi không? Hôi. Dạ dầu hôi là nó phải hôi thôi anh. Trời ơi, chết dầu hôi tôi hả? Em dạ anh nè, anh nhớ đừng có đứng gần lửa nha. Đứng gần lửa nó phụt. Chảy anh. Nhớ nha, đừng có đứng gần lửa. No smoking. Nhớ nha, no smoking. Biết. Thằng không. Trời đất ơi mấy anh ơi, coi kỹ kỹ giùm tôi nha. Kiểm tra từng người một. Khổ quá mà thiệt. Kiểm chuẩn bị đừng cho lửa lít vô đây hết trơn nha. Thí sinh cứ tiếp đi. Đó, thí sinh là phải như vậy. Mặc đồ phải là lịch sự như vậy. Ai như hai đứa khùng kia. Tàu lao không. Rồi, chào em. Em có thể giới thiệu tên tuổi rồi mình thi. Dạ em tên Đậu. Cái gì Đậu? Thi là Đậu. Chà, tên nghe sốc quá ha. Thi là Đậu ha. Rất là tự tin. Có thể nào san sẻ có bí quyết tại sao lại tự tin vậy không? Em có bí quyết tự tin như thế này. Rồi. Là nhờ em xài sản phẩm collagen linh chi của Che. À, collagen linh chi nè ha. Cái này tốt lắm đó nha. Dạ. Ê, cho tôi được không? Dạ em tặng cho anh. Ừ. Hy vọng là anh uống xong tóc anh sẽ mọc nhiều vì anh hói quá. Mới gì chọc quê bà nội. Rồi thi gì? Dạ em sẽ thi tiết mục tài năng của em là đốt lửa. Ê cắt có lặng ai kêu mà thi cái này? Dạ tại vì mới nãy em thấy có người vô châm dầu sẵn em vô em đốt lửa cháy cho nhanh. Tắt ngay bỏ vô ngay. Dạ. Bà định thiêu tôi hả? Dạ. Bà khùng hả? Thi không được, thi cái khác được. Dạ, vậy thì anh cho em thi tiết mục kể chuyện được không anh? Sao nó giống con nhỏ chán như chăn dầm vậy trời. Nè, có bà con với con nhỏ gì dài lắm không? Dạ không, em không có quen ai dài lắm hết á. Em là con gái độc nhất vô nhị của một gia đình lá ngọc cành vàng đó anh. Kể chuyện cười đúng không? Dạ không có, em kể chuyện xạo. Trời mừng quá, nữa cả dừng cười cho tôi trốn nó luôn. Rồi, kể chuyện xạo, kể đi. Dạ, chuyện là như vậy. Rồi, anh biết không, sáng nay trên đường em đi thi. Em đang đi trên đường, tự nhiên em gặp hai vợ chồng người ta gây nhau quá trời. Ôi, hai chồng gây qua gây lại. Người chồng tức quá, tát vô mặt cô vợ một cái chát. Rồi sao? Rồi hả, xẹt lửa, đụng bình xăng, cháy nhà. Gì kỳ vậy bà nội? Chuyện xạo mà. Quên chuyện xạo. Xin lỗi. Sau đó, sao nữa? Sau đó em trên đường đến đây, em đứng em rất la em chờ thi, em nhìn bên kia đường, em thấy có một người thanh niên bị một cái tên cướp giật đồ. Thôi, cái người thanh niên dằn lại, hai người dằn qua dằn lại, tên cướp tức quá, lấy con dao đâm vô bụng người thanh niên một cái hố. Lòi ruột. Có gãy cái chân. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Rồi sao? Ôi sau đó em nhìn cái cảnh máu chảy lên láng, em lo quá, em ẩm người thanh niên vô bệnh viện, bác sĩ nhìn lo quá mới quyết định họp và mổ. Mổ cái giò? Không có, mổ cái đầu. Sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Bà nội, bà đừng kể bà nội. Bà kể là tôi nhức cái đầu quá rồi, chứ đi khám luôn quá. Anh khám cái đầu phải không? Khám cái bụng. Ủa sao kỳ vậy? Chuyện xạo mà. Hay quá, chúc mừng anh. Anh thi đậu rồi, anh lấy cúp luôn đi, anh xạo bà cố luôn à. Ê, bậy nha, tôi là ban giám khảo, tôi tự thi là sao? Ủa, vậy hả? Vậy anh cũng biết anh là ban giám khảo hả? Mình ban giám khảo thì mình lo cái phần ban giám khảo đi. Dành của thí sinh là sao? Dạ, câu chuyện của em xạo đến đây là hết rồi, dạ anh xin cảm ơn ạ. Không được. Dạ. Chị đi thi thì phải kể chuyện sao, cái chuyện xạo nó nghe nó tào lao lắm, thấy không? Nghe nó không hợp với chương trình. Vậy thôi, anh cho em hát được không? Nữa hả? Trời ơi. Hát bài gì? Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Anh biết hết. Tôi chưa có biết. Bài hát mang tên là Anh Biết Hết. À,
bài hát là tên anh biết hết hả? Dạ. Trời làm tôi thấy vô tưởng cái mày gì? Nhớ là không được ăn cắp nhạc người ta này nọ như chưa? Đâu có, bài hát này là của em tự sáng tác, em tự biên soạn, em tự, em nói chung tự xử hết luôn đó. Hay quá vậy ta. Dạ. Rồi nhạc music. Dạ music. Em đã nói rồi không cần ban nhạc, em tự xử quen rồi. À tự dạ. xử luôn đó. Dạ em tự có điểm hát. Thêm rồi. Bà làm gì bà nội? Bà làm dạ, gì? Em đang luyện thanh. Bà đừng có xạo bà. Dạ. Bà luyện thanh nó chống tay nè, tôi ngửa mặt lên trời nữa. Bà luyện mà cúi mặt chứ đó, bà luyện gì đó? Dạ, tại bà hát em nó hơi có cái tính chất giọng thổ ra, nó phải luồn xuống dưới, em phải luyện thanh từ dưới lên. Thôi khỏi đi, bà hát thẳng vô đi nha. Dạ. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không thích anh. Hey. Anh biết lần đầu anh mới gặp em là anh biết em không yêu anh. Hey. Và anh biết hết, anh biết hết. Em chỉ coi anh như con chó xà mông. Hey. Và anh biết hết. Em chỉ coi anh như con quái vật không não. Và anh biết hơn. Vậy mà em nói anh không biết gì hết trơn. Bà thi xong chưa? Dạ xong rồi. Đi ra ngay. Ủa, em... tàu lao. Vậy là em thi rớt hả anh? Rớt rồi. Bà đúng là con chó xà mâu. Quái vật không não là bà đó. Ủa anh, vậy là em không có đậu hả anh? Không có đậu. Vậy là em rớt mà em cũng không đậu nữa hả? Mà khùng á, có ai mà rớt mà đậu mà nội? Em quên, em rối, em nói bậy. Anh ơi. Thôi đi ra đi. Em không có đậu, em mừng quá anh ơi. Nhưng mà rớt mà vui là sao? Vui chứ, đậu biết làm gì giờ. Trời ơi, thôi đi ra. Xin phép anh em đi ra. Anh cho em hỏi nha. Anh thấy nhỏ sáng như trăng rằm như dầu hôi đâu không? Nó thi rớt nó về rồi. Trời, nó thi nó rớt nó về hả? Ừ. Nó về hả? Ừ. Nó về xong nó không báo em. Chi? Ba tụi em ở chung phòng với nhau mà. Anh đi nha. Dạ em biết em sẽ thi rớt. Vậy mà em vẫn cố gắng dù thì. Dạ em biết em sẽ biết hết. Tào lao. Bảy năm bà không à. Thí sinh kế tiếp đi. Đấy, chẳng chọn được sinh nào cả. Lịch sự đó. Rồi, giới thiệu tên tuổi thi. Bị câm hả? Gì? Nghe được hả? Xin lỗi. Dạ, kính thưa quý vị, em tên là Khó Thành Ngôi Sao. Ông đi thi thành ngôi sao, ông kêu Khó Thành Ngôi Sao, làm sao thành ngôi sao? Dạ tại vì quê em ở Cà Mau, gia đình thì không giàu, ba em phụ giúp quán người Lào, má em làm nghề mài dao. Em ước sau này sẽ thành ngôi sao và rất thích chơi thể thao. Hôm đó làng Cà Mau có tổ chức cuộc thi nhảy đào, em tham gia đã chứng tỏ tài nhảy cao. Ai về lúc nhảy cao tới lộn cổ xuống ao, dân làng mới chết khỏi cái ao, từ đó mới có tên là Khó Thành Ngôi Sao. Chà, cái tên mà như là sáu câu vọng cổ vậy ha, nghe nó dài vậy luôn. Yeah. Rồi, có tài năng gì thi? Dạ, tài năng đầu tiên, em xin được phép thi làm thơ. Yeah. Thơ. Rồi làm đi. Trâu ơi ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng trâu cày. Bà vô bà gặp Thí Kiều với Thí Dân đúng không? Dạ đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó làm rồi. Con dài lắm nó vô nè. Nó làm rồi. Trời ơi anh ơi, cái thơ đó của tôi răng cắp. Tôi không cần biết, nó làm rồi. Bỏ đi. À, đó là sở đoản. À sở đoản thôi. Sở trường của tôi là cái khác. Làm sở trường đi. Dạ kính thưa quý vị. Ừ. Sau đây em xin được phép thi tài năng kể chuyện cười. Sáng này đó em đi ăn sáng, em vô kêu tôi hủ tiếu kìa. Mày lỡ lòng tôi phở đúng không? Mày mang lỡ tôi phở đúng không? À, đúng rồi. Con nhỏ dài lắm nó cũng làm rồi. Mày tào lao rồi hả? Con dài lắm nó làm luôn. Nó làm luôn rồi. Ừ, nó ăn cắp thơ tôi mà còn ăn cắp luôn chuyện cười của tôi. Tôi không cần biết, nó làm rồi là thôi. Không làm nữa. Bỏ đi. À, bỏ. Sở đoán mà. Sở đoán nữa hả? Em có sở trường. Làm sở trường đi. Dạ. Sau đây em xin được phép thi tài năng ca hát.
Đó, hát cái gì? Em sẽ hát một bài hát cho chính em sáng tác. À, tên gì? Anh biết hết. À. Mày hát đi, mày hát thử coi. Anh biết, lần đầu anh mới gặp em. Nè, nè, không giỡn mặt nha. Mày thành con chó xà bâu cứ không não gì đúng không? Đúng rồi. Mày tào lao, cái con thi là được đậu gì đó, nó cũng hát rồi. Cái con đậu tới đây luôn hả? Nó hát rồi. Trời đất ơi, hai con quỷ này hồi xưa nó muốn minh họa cho tôi mà. Tôi không cần biết. Nè, tôi nói anh nghe nha. Anh vô anh bắt trước thì tôi đồng ý cho anh bắt trước. Anh bắt trước ngày nào nổi tiếng không bắt trước? Bắt trước toàn cái tào lao không? Điên khùng bắt trước làm cái gì? Hả? Anh muốn bắt trước đúng không? Anh muốn nhại đúng không? Ông biết Ngọc Sơn không? Dạ biết chứ, trời ơi, Ngọc Sơn thần tượng mà. Biết đúng không? Dạ. Yeah. Đây, tôi là Ngọc Sơn cho ông coi. Ông chờ đi nha. Nhìn cái tướng là đây thấy giống giống rồi đó. Không biết làm có được không đây nè. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Cái gì vậy? Anh báo Hồng Sơn là như vậy đó. Lúc nào cái đầu cũng niễn niễn, môi dưới chè chè đó. Đại gia đình khỏe không? Sơn khỏe. Thông cảm đi, môi dưới nặng khó nói chuyện. Tâm sự đời tư của Sơn cho đại gia đình nghe. Nghe. Nghe cháu. Hồi nhỏ Sơn là mê gì? Mê gái. Quen gái bị gái bỏ hoài à. Sơn rồi buồn lắm à. Về nhà sáng tác một nhạc phẩm mời đại đình nghe gì? Nghe chơi. Trời ơi. Chơi. Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em. Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết em ơi. Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi. Giờ tôi đã biết. Nhảy luôn hả? Ở đâu anh ba nhỉ? À, cây khúc hả? Cái gì vậy? À, trời ơi. Em không là của tôi. Hay quá anh ơi. Hết. Hay quá. Giải thưởng đâu? Dạ, quên. Tào lao. Xin lỗi. Đó, nhại là phải nhại như vậy. Nha. Cái gì không có, không nhại được là phải có riêng tư của mình. Được rồi. Em không có nhại ai hết trơn á. Rồi, bây giờ em sẽ hát thi bằng chính giọng hát thật của em. Phải như vậy. Bài gì? Bây giờ em sẽ hát một cái bài hát nhạc quê hương rất nổi tiếng từ lâu. Ừ. Đó là bài hát Chiếc áo bà ba. Wow, hay. Rồi, bắt đầu. Ông làm gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Dạ em khởi động, em warm up. Làm nóng để chuẩn bị hát à. Làm nóng cái gì? Dạ. Ông làm tôi không biết cái này á. Cái này là của cái ông. Ông này còn cái sinh động bắt móc hốt lên ông nội. Còn ông hát cái này là ông hát nhạc dân ca mà làm gì có Michael hốt đó. Ủa em giới thiệu bài gì? Ông giới thiệu bài là Chiếc áo bà ba. À, xin lỗi vì em tập nhiều bài quá nhiều thể loại nên em lộn. À, em xin hát lại. Dạ. Đỏ đây đi, ông hốt hốt bậy bạ nữa. Để đằng sau nó hốt cái khác ghê hơn. Đó, được rồi, đây. À, hát đi. Mày để đây tao móc mày còn ghê hơn á. Rồi ông hát đi. Tôi giới thiệu cái là hát liền cái chưa? Dạ. Chiếc áo bà ba xin phép được bắt đầu. Áo ấy. Anh ơi, ở nhà em tập, thế mà em nghe chiếc áo cái là em hốt liền.
Anh đừng có nói chữ áo trong này. Em biết là em kiểm soát được mà, để em hát. Anh nói ở dưới là ai? Cái gì vậy? Anh, người ta ở dưới ta. À, xin lỗi. Rồi, à, đề nghị mọi người đừng áo nữa nha. Chứ để áo hốt tới sáng mà. Đó. Bình tĩnh. Rồi, thi đi. Bây giờ ông tập trung đi, ông đừng có nghe người ta nữa. Dạ. Ông muốn tới sáng hả? Dạ, được. Em tập trung. Trời ơi, bình tĩnh. Rồi. Chiếc áo bà ba sao bà tư ba mặc. Tào lao nữa. Tào lao. Ông giỡn mặt với tôi hả? Chiếc áo bà ba có gì có bà tư không đó hả? Trời ơi anh ơi, bà ba có áo bà tư không có, bà mượn mặt có gì đâu tào lao. Cái bài nhạc là không có bà tư không đó. Ông cấp nhạc đó là ông sửa lời nữa hả? Bà này không được phải không? Không được. Em kiếm bài khác, em thiếu gì bài. Kiếm đi. Làm gì dữ vậy? Em suy nghĩ coi. Ông làm gì vậy? Thì gãi đầu suy nghĩ. Ông có bị khùng không? Ông ngứa đi, ông cởi nón ra, ông gãi đã ngứa, ông em đội ông gãi sao đã ngứa được? Ông bị điên hả? Mày mới điên đó. Sao điên? Có khi nào mày ngứa bông mày tụ quần mày gãi không? Ông gãi sao miễn đã ngứa thôi. Ta. Gì? Nghe rồi. Bây giờ em sẽ hát một thể loại thịnh hành mới nhất bây giờ. Mới nhất bây giờ. Đó là nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc. Lời tiếng Anh. Ông chất quốc không à. Rồi thi đi. Cho miếng nhạc vô. One, two, three. One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11. Hey, ông tào lao, ông đếm không chứ ông hát cái gì? Ông làm tôi biết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 hát cái gì? Thì mẹ em hát tiếng Anh mà. Tiếng Anh gì? Đứa con nít 3 tuổi nó cũng hát được nữa. Đi ra. Cái gì? Đi ra. Vậy là tôi rớt đó hả? Rớt. Trời ơi tôi hát biết bao nhiêu bài, làm biết bao nhiêu thứ một anh cho tôi rớt là sao? Ông làm nhiều rồi cho ông đậu hả? Đi ra. Điên khùng được không? Ai vậy? Kệ người ta đi, ai cứ ông tập đi, ông cố vô luôn. Này chết rồi. Cái giọng cười đó hỏi đi. Thăm có cái thằng gì vậy? Hỏi thăm mà hồi sáng giàu rồi con nhỏ sáng răng dầm rồi con nhỏ mà được rồi đúng không? Đúng rồi. Mày chung phòng với nó đúng không? Mày chung phòng đúng không? Không phải. Chứ sao? Ba đứa đó nó giữ hũ thuốc của em. Trời ơi. Về nha. Thằng không. Tào lao hết. Cái gì kỳ cục vậy trời? Năm nào tổ chức, tháng nào tổ chức, thậm chí tuần nào cũng tổ chức mà không bao giờ tuyển cho được tài năng hết trơn trời. Riết mà bực bội luôn. Dẹp. Không tổ chức thi nữa. Quỷ bỏ thi rồi luôn. Không tổ chức nữa. Bỏ luôn. À. Vô. Chích thuốc. Chết rồi, chết thuốc rồi. Ê, ra, ra. Đứng im. 1, 2, 3. Cuối, chào. Rồi, vô chết thuốc. Vô. Dạ. Tí, nó có bảo này. Dạ. Tại đây. Dạ. Hộp bữa này ấy, 2-3 trung tâm họ phát hành DVD mới nhá. Dạ. Cô phải đi có chút việc. Chú Tân mày thì bận sang băng ở trong nhà. Chỉ dạ. Có một mình mày coi tiệm thôi nhá. Cẩn thận nó coi chừng mất cắp nhá. Thôi dạ. Cô đi nhá. Dạ. Okay. Thế cô ơi. Sao?
Thế cô biết hôm nay hàng họ về nhiều lắm, sao cô không ở nhà phụ con bán hàng với? Thì tao biết là hôm nay là bận rộn, nhưng mà tao đỡ lỡ hẹn với người ta rồi. Làm người phải có uy tín. Cô đã lỡ hẹn với bà Đào rồi, lỡ hẹn không được, mất uy tín, biết chưa? Vậy cô hẹn với bà Đào làm gì mà quan trọng thế hả cô? Đánh tứ xác. Gớm. Kỳ rồi cô vừa hẹn ông nha sĩ để chỉnh răng mà cô còn bỏ hẹn đánh tứ xác có gì mà quan trọng? Ôi, đánh hẹn nha sĩ thì có một mình ông nha sĩ ông chờ mình. Đằng này ấy, đánh tứ xác tới ba tay đang chờ tao lận. Tao mà lỡ hẹn thì tao mất lòng tới ba người lận. Phải không? Dạ. Thế nên cái gì chứ đời cô ấy, đánh bài thì không bao giờ lỗi hẹn. Biết chưa? Dạ biết. Thôi đi nhá. Dạ bye cô, thấy cô ơi. Cái gì? Xong cứ giật ngược lại. Hôm nay thấy cô hơi là lạ. Sao? Đâu cũng quay một vòng em xem nào. Thấy cô sang trọng có phải không? Không, sang thì không sang, nhưng mà thấy dạo này như cô phát tướng thì phải. Thế con này, con danh này, tao ghét cái kiểu nói ăn nói màu mè kiểu Bắc Kỳ của mày lắm nhá. Tao béo thì nói mẹ béo đi. Tỉ đặt phát tướng với lại sang trọng với lại thôi bê, nhiều chuyện quá, tao đi đây. Thế cô ơi. Sao? Tối nay cô có về dùng cơm gia đình không để con dặn chú chờ? Cơm nước gì? Hôm nay mùng 1, thầy có hẹn với tao rồi. Đánh tứ sắc xong rồi ghé chùa ăn cơm chay. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Thôi cô đi nhá. Dạ chúc cô may mắn nha. À, giật ngược như vậy chắc đánh xui lắm nhưng mà phải không đâu. Chán. Bye cô nha. Cảm ơn. Trời ơi, tiệm băng gì đó bự thù lù à. Tiệm muốn mỏi cái chân mà chưa tới cái quầy nữa à. Gái ơi gái, có Paris Spy này mới nhất ra chị cưng. Dạ thưa chị, chứ mi phải gọi giúp bằng gì nào? Mình đang giữa, không muốn gọi sao cưng gọi. Nhưng mà gọi mình chị đẹp, mình thích hơn. Rồi chị đẹp, đây có đây. Dạ đây. Này băng gốc với băng sen đi em. Dạ băng này băng chính gốc ạ. Thôi bỏ lại, có băng sen không? Dạ có. Chị, đợi em tí nha. Ừ. Em có đây này, nhưng băng gốc thì 25 đô. Mắc. Mắc. Băng sang chỉ có 10 đô thôi. Còn mắc. Thôi vậy chỗ chị quen tiệm chúng em thì em bán chị 8 đô thôi. Được đó cưng. Nhưng mà em nói chị nghe. Sao? Tiền nào thì của nấy. Ừ. Chị coi băng chính gốc chắc chắn hơn băng sang chị ạ. Trời ơi em ơi, nhưng mà băng gốc nó mắc hơn băng sen. 25 đô mắc quá à. Đâu có mắc gì đâu. Mỗi năm Thúy Nga Ba Di sản xuất chỉ có 4 cuốn DVD. Mà nếu mà chị coi toàn băng gốc thì cả năm chỉ tốn có mỗi 100 bạc chả nhẽ chị mua không nổi. Cái gì mà mua không nổi? Trời ơi, chị vẫn toàn đồ hiệu không đó nha em. Nè, áo bê đê, quần BCBG. Trời ơi, bận một lần. Hoang, nhà của chị nha, chén, muỗng, nĩa, ly, tách gì đó, chị chơi đồ nhựa không mà xài một lần. Hoang, bởi vì DVD chị mua cái loại 8 đồng thôi, coi một lần. Hoang, mua chị cho nó tốn tiền em, kỹ thuật bây giờ nó tân tiến lắm, băng gốc cũng như băng sang lãi thôi. Làm sao mà giống nhau được chứ hả chị? Ừ? Chị coi băng sang á, băng nó bị nhảy này, à? Bị mờ này, rồi chị chê dở. Tội nghiệp nhà sản xuất người ta bỏ cả triệu ra người ta làm băng chứ chị. Ý trời ơi, em nói chị mới để ý nha. Hèn chi đó, chứ chị coi băng sang nhiều quá đó em. Cái băng sang nó nhảy dữ lắm. Bởi vì chị cũng nhảy tưng tưng theo nó luôn vậy đó hà. Còn nhiều khi nha, màn hình hả, cái đầu nó nằm ở trên đây nè. Còn cái mình nó nằm tuốt ở dưới đây vậy nè. Trời ơi, coi mình phải nghiễn cái đầu chẹo cái cổ luôn vậy hà. Ghê gớm quá à, thôi không chơi băng sang nữa, cho chị cũng băng gốc đi. Rồi đây, chị chóng mặt quá, 25 đô. Chị 25 đô, phải không cưng? Rồi, trời ơi, chuyện nhỏ, tiền bạc với chị nè, 10 đô, 20 đô, nè, 25 đô đó cưng. Thôi cảm ơn cưng nghe chị về, bye. Dạ, cảm ơn. Lại nha cưng.
Cảm ơn chị ủng hộ Bangkok nha. Bye chị. Dạ con chào chú. Mày ăn cái gì mà mày dốt thế? Nhà này sống là nhờ in sang ban lậu. Mày vào mày cứ giới thiệu người ta mua ban gốc thì mày ăn cái gì hả? Mày ăn cơm hay mày ăn cám lợn? Dạ cháu thấy chú bán ban gốc cũng có lời nhiều lắm, sao chú lại chỉ thích bán ban sang là sao? Ơ con này buồn cười nhỉ. Một cái thứ là mình không phải bỏ ra đồng nào, còn một cái thứ mình phải bỏ tiền ra. Thế mày lấy cái nào hả? Dốt. To đầu mà chả có cái tí óc, là đầu to mà óc như trái nho ấy. À, ông thì cứ thường dạy bảo con là hễ bán buôn thì một vốn bốn lời. Kinh doanh doanh ngành nghề nào cũng cần phải bỏ vốn đầu tư. Ông thì ông muốn làm business mà ông không thích bỏ vốn mà ông chỉ thích kiếm lời, thì con thấy có cái gì bất công trong đó rồi ông. Con này mày dở hơi à? Dạ. Thế tao nằm ngửa ra tao tự lấy tiền vào ấy hả? Xin lỗi mày, tao có làm lậu đi, một cái băng tao cũng phải đầu tư 75 cent. Nhưng mà tao biết đầu tư nó ít thôi, nhưng mà tao kiếm lời nó nhiều. Bây giờ một cuốn băng gốc tao mua 20 đồng, tao bán 25 đồng, tao lãi có 5 đồng. Trong khi đấy tao bỏ 75 cent thôi, mà tao bán được 8 đồng, 10 đồng thì tao lãi bao nhiêu tiền? Thế là tao lấy cái gì tao trả tiền cho mày? Nhưng thưa chú. Nhưng nhị cái gì? Dạ chú cho phép đi rồi con mới dám trình. Nãy giờ tao có cho phép mày đâu, mày cũng xa xả mày mắng vào mặt tao đi. Con nhớ ngày đầu tiên mà khi con đến nhận việc, chú chỉ vào mặt con chú bảo là này nhớ, làm việc cho chú là chú tối kỵ nhất là không được ăn cắp. Mà hễ ăn cắp một đồng là chú đuổi ngay. Chẳng những chú đuổi, chú còn gọi cảnh sát bắt cháu nữa. Ơ thì ở bên cái xứ Mỹ này có đói đâu mà phải đi ăn cắp hả mày? Chú thì cứ bảo là không được ăn cắp, mà con thấy chú cứ ăn không của các trung tâm ban nhạc nhiều quá, thành ra con. Ô tiên sư con này, thế ngày hôm nay tao đứng ra đây để cho mày chửi tao à? Thế mày là cháu vợ tao đấy nhá, nếu người khác tao tống cổ mẹ nó ra đường rồi. Ơ buồn cười nhỉ, tao ăn không người ta lúc nào? Đây tao nói cho mày nghe nhá, cái đấy tao không phải là tao ăn cắp, mà gọi là tao tiếp tay truyền bá văn hóa rộng rãi hơn, hiểu chưa? Dạ chú nói cái đấy không phải ăn cắp là cái gì? Ô chú cứ ngồi đợi các trung tâm người ta bỏ cả triệu bạc ra để mà sản xuất, rồi đôi khi cũng ít lắm vài trăm nghìn. Chú chỉ đợi người ta sản xuất rồi chú sang cả đống băng lậu ra, không ăn cắp là gì hả chú? Ô con này buồn cười nhỉ. Đấy, như thế mà mày bảo tao là ăn cắp phải hả? Tao làm ăn như thế là tao lương thiện, chứ mày bảo tao ăn cắp là ăn cắp cái gì? Dạ mỗi đầu cuốn băng chú không thấy người ta là ghi rõ lời cảnh cáo á, là hễ sang băng lậu á là bị phạt 5 năm tù hay ít nhất cũng bồi thường 250.000 đô la. Ấy con thấy chú cứ nếu mà sang băng lậu mà truyền bá văn hóa kiểu đó thì có ngày chú cũng lâm nạn, nên con đánh bạo nhắc chú tí thôi. Thôi cảm ơn mày. Mày nhắc xong tao buồn cười bỏ mẹ. Con này khéo rảnh ăn cơm xong đi lo bò trắng răng. Cấm tiên sư nhà mày, bây giờ cái luật đấy là chỉ áp dụng cho Mỹ thôi, Việt Nam mình chả có ai áp dụng cái điều đấy đâu mày. Nhưng mà tại vì mày không biết đâu, Việt Nam mình kỵ nhất là đưa nhau ra tòa, mày hiểu không? Ông bà mình có cái câu là vô phúc đáo tụng đình, chả có thằng nào hở một tí lại đi kiện, hở một tí lại đi kiện, vô tình đi vỗ béo cho mấy ông luật sư à. Thế chắc ông thấy người Việt ngại đưa nhau ra tòa nên ông cứ sang băng thoải mái chứ gì. Thì kệ tao, tao làm nhưng mà tao là trung thực, mày hiểu không? Tao chả có lường gạt ai thì tao có sợ gì. Tao bán băng giả, tao bảo ồ chú ơi cái đây băng giả đấy chú ạ. Thế tao đâu có nói láo đâu. Chú thì không lường gạt khách, nhưng mà chú lường gạt trung tâm sản xuất thì cũng như vậy thôi. Mày buồn cười, tao lường gạt nói chứ lường gạt bố mày à? Cho mày rách việc thế hả con kia? Mày buồn cười. Ấy mà chú ơi. Gì? Cháu có chuyện muốn tâm sự với chú này.
Mày buồn mày tâm sự, mày điện thoại về xuyên ban, mày tâm sự với mẹ mày, mày tâm sự với tao từ sáng giờ tao chưa ăn miếng nào. Nãy giờ mày nói biết bao nhiêu chuyện, bây giờ mày mới nói mày muốn tâm sự hả? Thế mày muốn tâm sự cái gì? Chú có nhớ không? Nhớ cái gì? Nhớ cái thằng ba con ông bà Tám ở gần nhà chú đây. Có lần nó ăn cắp cái mỗi cái quần jean giá chỉ có mấy chục đồng bạc thôi, không may lại bị bắt. Đấy, từ ngày ăn cắp trở về nhà là người ta cứ gọi là cái thằng ăn cắp. Cái vết nhơ cứ dính vào người nó suốt đời. Bố mẹ xấu hổ quá phải dọn cả nhà đi nơi khác ở. Con thì con cứ thắc mắc mãi là ăn cắp mỗi cái quần có mấy chục đồng thôi, phải cúi mặt vì xấu hổ. Còn ăn cắp tác quyền cả trăm nghìn của người ta như chú thì cứ hiên ngang ngước mặt nhìn đời. Lạ quá chứ nhỉ? Chả có lạ mẹ gì hết. Ăn thua là nó nặng bóng vía, nó nhẹ bóng vía thôi. Mẹ của thằng đấy yếu bóng vía, mày hiểu không? Mẹ chỉ mỗi có cái quần không à. Đây này, nhưng mà đấy nó là hai cái việc khác nhau. Bây giờ tao nói cho mày nghe nhé. Nó ăn cắp cái quần này, nó ăn cắp bó rau muống này, nó ăn cắp lon sữa này. Đấy là người ta bắt tận tay, vay tận cánh nó. Còn tao, tao sang băng trong nhà bố thằng nào biết tao làm cái gì. Nó có túm tao được đâu bảo tao ăn cắp. Cái đấy gọi là ăn cướp thì may ra. Nhưng mà con ấy, con trẻ thời non dạ, con cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà chú lấy bất cứ cái gì của người khác mà không được sự đồng ý của người ta thì đấy gọi là ăn cắp. Đúng. Sang băng lậu như chú cũng là ăn cắp, nhưng mà thuộc diện ăn cắp cao cấp đấy chú ạ. À. Ô thì thế là được rồi. Chỉ cần người ta đánh giá tao ở mức cao cấp là ok. I love my. Này tao bảo cho mày biết nha, bây giờ này chưa có khách, mày muốn nói gì mày nói nha. Nếu có khách bước vào xong mày mà nói gì tao người ta ván mày vỡ ra. Có khách kìa, lo buồn ván đi. Chào ông. Trời ơi, vào mà này, tưởng lộn đi vào tiệm Thúy Nga dưới bôn xa. Ô, ông anh. Sửa to quá. Đầu quá. Em cũng phải sửa cái tiệm cho nó giống tiệm Thúy Nga để người ta tưởng lầm tiệm Thúy Nga, người ta vào người ta mua cho nhiều á. Đẹp quá, đẹp quá. Vâng, thế lâu quá chả thấy bác ghé tiệm em. Ê, mới hôm rồi có gì, có anh gì mà bạn của bác ấy. Thường thường hay đến chơi đấy. Có ghé tiệm em xong bảo là bác mới lúc dày làm ăn khá lắm, mới trúng giờ cái bình đình ở dưới Los Angeles gì vậy. Thường thôi, cái đấy thường thôi. Mới trúng đấy vừa rồi mới ăn ngon. Ô thế à? Trúng cái Plaza ở Huntington Beach. Ô thế? Ký một phát được kiếm mấy trăm ngàn, chẳng phải đụng dài tay gì cả. Ôi trời ơi, đây không ra tu nation nhá. Bảo này, bác ơi, em nói bác nghe này, mỗi người có mỗi cái số bác ạ. À đấy. Gớm, số bác là cái cung, bác là có cái cung điền trạch. Thảo nào bác cứ làm địa ốc nó dính cho, còn em mở ba cái bé bé này chả bao giờ trúng gì, chỉ độc có trúng gió bác ạ. Đẹp quá rồi. Thế à, còn ở chỗ cũ không? Vâng, vẫn còn ở chỗ đấy. Lâu quá em không thấy bác ghé, em cứ tưởng đâu dạo này bác lên trên hưu ở rồi. Cái trên cái gì mà mấy người nhà giàu người ta ở nhỉ? Cái Joseph Hill đấy. Nói gỡ. Joseph Hill là cái nghĩa địa ông ạ. Đang làm ăn ngon cái ông này. Thế à, em từ xưa giờ em có biết đâu bác ơi, gớm cả ngày cứ đâm đầu sang băng chả biết ở ngoài cái hưu là gì. Nhưng mà nghe bảo là người giàu thường thường hay lên trên hưu ở mà. Nhưng mà bác ơi, ở bên này sao em đi sang đây bao nhiêu năm em mới nghiên cứu bác nhá. Ở bên này cái gì nó ngược ở bên Việt Nam mình bác nhỉ. Ngày xưa ở bên Việt Nam mình ở trên núi toàn là người dân tộc, còn ở bên này ở trên núi toàn là người quý tộc ấy nhỉ. Thế à, chỗ cũ này mà sao không đổi đi? Không được đâu, giỡn mày không. Cái nhà nó có cũ nhưng mà bây giờ có lên giá bao nhiêu được cũng không bán. Vì ông thầy phong thủy nói là căn nhà đó là nằm trên lông mày. À đúng rồi. Hên lắm không ạ? Đúng. Mình làm ăn mình phải tin cái đấy. Thì đấy. Nhưng đấy. Mà vất vả. Không, vất vả thế nào được. Thì từ cái lúc mà bắt đầu vô mánh rồi, giờ lên là bây giờ lên triệu phú ra đường, thì giờ dân chúng gặp mình là cứ triệu phú này về phía kia. Đúng rồi. Đấy, ông thấy đấy chưa? Cây to thì gió cả, mà thuyền to thì sóng lớn. Đúng rồi. Đấy, phải xài cho nó đáng chứ, chết có mang tiền được đâu. Tôi mới bỏ 80 ngàn ra đó. Làm cái phòng đằng sau to đùng luôn, phòng nghe nhạc. Ồ thế à? Nó gọi là cái home entertainment. Ờ. Đi ra thỉnh cái plasma TV to đùng. Một dàn âm thanh surround sound cực mạnh. Vâng. Đấy, nghe nói hôm nay Thúy Nga mới ra cuốn mới đó. Mang nghe thử ấy. Em nói bác nghe, mình làm cả đời. Mình nhớ mình trời cho mình ấy thì mình
ăn xài cho nó đúng nghĩa, với lại mình enjoy bác ạ. À, đúng rồi. Nè, hôm nay ấy lấy băng cho chú đi con. Dạ. Đó, mà băng nó mới ra đây bác ạ. À. Bữa nào ông rảnh ông tới ông thử cái dàn của tôi hay lắm. Vâng, hôm nào em rảnh em ghé bác chơi. Đây. Dạ thưa ông. Ông muốn mua băng gốc hay băng sang ạ? À? Mày mới vào làm ở đây rồi. Đó, cho nên mày mới hỏi ngớ ngẩn như thế. Tao là cái người trung thành với cái tiệm này đã 10 năm nay rồi. Hiểu chưa? Mày nhìn kỹ mà tao đây này. Nhìn kỹ này. Cuộc đời của tao không bao giờ mua băng gốc. Mày bán thì mày lo mày bán đi. Mày hỏi làm gì? Dạ. Tại con thấy ông đây triệu phú sang trọng. Con mới hỏi ông là mua băng gốc hay băng sang thôi. Đâu có biết ông thích xài đồ giả. Thôi vậy. Cho con xin 8 đồng ông ạ. Đúng mấy? Rồi 8 đồng. Đáp. Đáp. Hồi sáng tao ngồi tao ăn phở có đứa bưng tới tận bàn nhá. Nó chỉ bán cho tao có 5 đồng thôi. Mà tao không mua. Dạ tao không mua với lý do là tại vì cái tiệm này tao quen biết. Hiểu chứ? Tao muốn mua để ủng hộ cái tiệm này thôi. Gớm. Ông muốn ủng hộ thì ông phải mua băng chính gốc chứ. Ông mua băng chính gốc thì ông ủng hộ nhà sản xuất này. Rồi ông cũng vừa ủng hộ ông chủ con. Chứ bây giờ ông mua băng sang lại thì ông mua ở tiệm phở hay ở đây thì cũng như nhau. Nhà sản xuất có được đồng bạc đâu ông. Thế cái nhà sản xuất nó không được đồng nào thay kệ thay nữa. Nhá. Thế mày lãnh tiền của ông chủ mày hay mày lãnh tiền của ông Ngạn mà mày lo thế? Hả? Ông chủ lớn rõ buồn cười. Ông bỏ những 80.000 để làm phòng nghe nhạc. Mà ông không bỏ nổi 25 đô để mà mua cuốn băng gốc sao ông? Chứ hệ thống âm thanh surround sao của ông cực hay mà ông nghe băng sang lại. Thì cũng như ông mặc bộ đồ lớn mà ông đi đâu quốc. Coi sao được. Giỏi nha. Mày nói hay đấy. Bởi nói hay quá người mày không lớn đâu. Có đứa nào điên bỏ tiền ra để chuốc cái phiền vào người không? 80 ngàn tao bỏ ra tao làm cái phòng tao không tiếc. Bây giờ tao bỏ có 25 đô ra tao mua cuộn băng gốc và tao bỏ vào trong máy tao nghe tao bật âm thanh lên nó to đùng hàng xóm nó còm lem nó gọi cảnh sát mày phải làm phiền tao không? Đúng đúng đúng. Đúng chưa? Còn bây giờ cứ mua cuộn băng giả bỏ vào. Đấy, nó chạy thì nó chạy. Âm thanh nghe được thì nghe, không nghe được thì mình coi càng lâu hơn. Đúng. Này, em nói cho bác nghe này, mình ở bên xứ Mỹ này mình không có thời gian. Đúng. Đôi khi mình coi cuốn băng gốc nó đến 4 tiếng đồng hồ, mình đúng. Có ngồi mình coi hết được thì coi có một lần nó lại phí đi 25 đô. Đúng. Bây giờ bác mua băng tiệm em đấy chỉ có 8 đô thôi, nhiều khi bác coi cả tháng chưa hết cuốn băng. Vâng. Em mở lên xong nó đứng mẹ này. Mình thích con ca sĩ nào mình lại được coi nó lâu hơn. Tôi chừng nghe đây đấy. Nhưng mà cũng phải. Này, cuốn băng đây bác. Nhưng mà cây này tôi nói hỏi thật không nha? À. Cái cuộn này có hay hơn cuộn trước không? Chứ cái cuộn trước kém quá chẳng có gì đáng coi không ạ? Cái này thì thôi bác cho em xin ý kiến này. Sao? Mình mua thì xem chứ không có quyền khen chê đâu bác ơi. Ok ông này tức cười nhỉ? Tôi bỏ tới 8 đô la ra mua mà tôi không được quyền phê bình à? Nếu bác bỏ 25 đô mà bác phê bình em welcome ngay à. Bác bỏ 8 đô bác còn mua mấy cái này, mua ba cái đồ này là làm sao dám phê bình bác ơi. Quên cái chữ phê bình đi, bây giờ em kể cho bác nghe đây. Nhà em đây, đây mới vừa xong anh. Con vợ em nó ghiền ăn cá kho tộ lắm. Rồi. Xong nó kho một nồi cá kho tộ này xong rồi. Nó lại cất đi, nó giấu đi. Xong thằng cháu em nó lại thèm được quá đấy, nó đâu biết thế nào. Xong nó rình nó lại ăn cắp cái cá kho tộ nó quất hết đi. Quất vừa xong nó bê nguyên cái tộ, nó bảo ơi mợ, sao mợ kho cá dở thế? Có thằng nào đi ăn cắp xong đi vạch áo cho người ta xin thẹo không? Thôi quên đi. Sáng giờ con thấy chú của con nói là hay nhất, có lý luận sâu sắc. Đã coi băng lậu rồi thì đâu có quyền phê bình. Đúng, con này sao nó lý luận thật chán thế chứ. Ôi, 8 đồng. Đây. Cho em xin 8 đồng. Vâng. Này bác ơi, em nói bác nghe này. Kệ nó, mình cứ mua đi. Bây giờ trên đời không cứ gì băng giả đâu. Nhiều cái nó giả mà mình thấy mà mình không chê được bác ạ. Tôi đồng ý. Cái chuyện này anh nói tôi đồng ý. Cái đám bạn của vợ tôi mà mỗi lần nó kéo đến nhà tôi, nó hát karaoke với này nọ, tôi không nhận ra đứa nào đâu rồi. Thế sao thế? Cái bà bạn đầu tiên á, thì đi vô bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, làm đẹp quá.
Thế chín bà kia đi theo, cứ xếp hàng đi vào đi theo, bảo em muốn giống chị này, em muốn giống chị này. Đến bây giờ té ngửa ra, cái mấy thằng chồng nó nhận cũng không ra nữa. Tôi nói thật, bây giờ bác nhìn một cái người đàn bà đẹp nhá, đi ngoài đường có thấy cũng trời đẹp quá, nhưng mà mình không thể nào mình biết được cái nơi nào của bà là thật là giả. Thật gì đấy? Bây giờ là đô giả không? Đấy, 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 phải thế. Tôi nói thật, điều bây giờ mình... toàn là những là đồ giả. Vâng, con chào cô ạ. À. Chào ông chủ. Ra, ra, tiếp khách cho con. Vâng. Cho tôi cũng DVD cái nhà mới đi. Vâng, vâng. Dạ, chào bác. Bác mua loại nào cơ? Cũng mới nhất đó con. Cháu biết rồi, nhưng bác mua loại nào? Ủa, loại nào là sao? Mua nhiều loại lắm hả? Nói toạc ra đi, mua băng gốc hay là băng sang lại? Đúng, con này nó có cái tật cứ vòng vo. Ông anh, nói kìa. Lo cho bác đi. Dạ. Ở ngoài đường bây giờ thất nghiệp nhiều quá mà ông đi ông mướn nó con nhỏ dở hơi này về làm cái gì? Nãy giờ tôi đứng đây tôi nghe nó nói chuyện nó thiệt như là nó mắng và mời khách còn buôn với bán cái gì nữa. Nó vào nhà tôi nó làm 2 tháng rồi. À. Tôi bực mình ngay từ 3 ngày đầu tiên cơ. Thì sao không đuổi nó? Nó là cháu vợ tôi, bây giờ tôi đuổi nó để cho vợ tôi đuổi tôi à? Sao ông chủ? Dạ đây đây mà băng đấy thì 25 đồng. À. Còn cái cuốn mà cháu cho nó đưa cái hình ảnh cái này. Nó mờ mờ đó. Vâng, cái này nó mờ, cái này nó mờ nhưng mà con nghĩ là nếu mà bác đeo kính thì bác không thấy cái bìa này đâu. Cái bìa thật thì bác còn thấy được một vài hình, còn này thì vô tư là coi như là everything là nothing. Nếu mà inside thì ok. Mà cháu bảo bác nghe nhá, cái này đến 25 đồng cơ bác ạ. Còn cái này á thì nếu mà bác mua cái này ấy thì bác save được 17 đồng. Cái này có 8 đồng thôi. Vâng. Thế bác mua cái này nó đỡ tiền hơn. À, yeah. Dạ rồi, ráng save tiền đi ạ. Vâng. Trời ơi, nói ông chủ nghe, tiết kiệm nó được 1 đồng là quý rồi. Vâng. Nói chi tới 17 đồng. Đúng rồi. Thấy không? Nói nào ngay. Bây giờ tôi già rồi đâu có làm đâu ra tiền được. Vâng. Qua đây theo diễn HO. Vâng. Vì đi trễ quá cho nên tiếng U, tiếng Anh cũng không rành. Thấy không? Rồi bây giờ đang lãnh tiền già tháng có mấy trăm mà. Vâng. Để nhờ con cái phụ giúp thêm mới đủ sống đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ con biết. Chứ triệu phú như ông chủ đây còn mua băng xăng lậu, huống chi là bác. Bác cao niên rồi, bác tiết kiệm là đúng lắm. Ôi con ơi, ai không muốn tiết kiệm. Nhưng mà tiết kiệm là tiết kiệm tiền của mình kìa. Chứ mà lấy của người khác thì đâu có kêu bằng tiết kiệm được. Nói thiệt với cháu nha, bác tuy là nghèo nhưng mà chưa bao giờ bác mua băng sang hết trơn á. Bị đâu có đáng bao nhiêu đâu cháu. Thật hả bác? Ừ. Con hoàn toàn đồng ý với bác đấy. Đây nè, nói cho con nghe nha Hùng. Mỗi một lần mình đi ăn bên này đó là hết mấy chục đồng rồi. Sao? Mình nhín ra chút đỉnh 25 đô mua băng gốc về coi. Cả nhà coi tới coi lui, tính ra cũng còn quá rẻ. Đúng vậy. Ừ. Cô ạ, mỗi người thì họ suy nghĩ một cách khác. Ê, nhìn cụ, em cũng biết là cụ con nhà lính nhưng mà cụ tính nhà quan. Tôi đồng ý là mỗi người có quyền suy nghĩ một cách khác. Nhưng mà suy nghĩ cách nào đi nữa thì cũng phải dựa trên sự công bằng và hợp pháp. Thấy không? Người ta bỏ tiền làm băng. Mình sang lậu đó có nghĩa là bất công và bất hợp pháp. Mà mua băng sang á là tiếp tay cho sự bất công và phạm pháp. Cụ ơi, mày đưa cuốn băng cho cụ rồi tiễn cụ về đi. Dạ con đưa rồi ạ. Dạ, cụ đứng đây cụ nói nhiều khi lại hụt cả hơi. Gớm, cụ ơi, nhà con là chỗ sang lậu mà cụ đứng cụ ăn oang thế tội nghiệp con. Cụ mua cuốn băng có mấy chục rồi nó vào nó hốt cái tiệm con mấy chục nghìn cụ ạ. À, ông ngại tôi nói lớn quang quang là chắc ông cũng biết là cái việc làm của ông không đúng phải không? Phải không ông Tầm Luân? À, thôi chào ông chủ tôi về nhé, để thử cái này coi nghe vâng, sao. Vâng. Thôi chào cụ nhé. Vâng, anh về. Chứ về chứ đứng đây nghe cụ giảng đời chán bỏ mẹ. Khoan khoan ông Triệu Phú. Trời ơi, ở lại đây. Triệu Phú mà đâu có làm gì đâu gấp gáp vậy. Ở lại đây. À, tôi chỉ xin ông chừng phút à. Ông về ông coi cái cuốn DVD này á hả?
Có 5-6 tiếng lận. À đúng đúng. Ờ để tôi nói chuyện với ông chút. Dạ. Tôi nói ông nghe, tôi đâu có dám giảng dạy cho ai đâu. À. Nè nhìn đi, tôi già rồi, cả ngày đâu có làm gì đâu, thấy không? Nhờ mua ba cái DVD ca nhạc này nè, về vừa coi giải trí mà vừa được duy trì cái nét cái dân tộc văn hóa của mình nữa, rồi còn con cháu mình có dịp để mà học hỏi thêm tiếng Việt, thấy không? Dạ thôi chào chào cụ nha. Dạ. À, khoan chưa hết phúc mà. Nè tôi nói cho ông nghe, ở trong cộng đồng mình nó có mấy trung tâm băng nhạc à, mỗi năm mỗi trung tâm nó sản xuất đâu 4-5 cuốn thôi, thấy không? Rồi giờ mình là đồng hương, mình phải ủng hộ đồng hương, phải hỗ trợ cho người ta, thấy không? Chứ ông thử nghĩ coi, bây giờ á người ta làm không được, thấy không? Rồi á lỗ vốn, sập tiệm, bỏ nghề. Ông có thể tưởng tượng lúc đó đồng bào mình lấy gì mà coi. Tôi là chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi. Bác nói đúng đấy. Con đứng bán hàng ở đây lâu nay con biết, may mà vẫn có nhiều người ở cộng đồng mình dứt khoát là phải mua băng gốc cơ, chứ không là các trung tâm băng nhạc không còn tồn tại đến ngày nay đâu. Đúng rồi. Và lại nghệ sĩ mình trở thành kiếp cầm ca rồi. Thế nghệ sĩ không là kiếp cầm ca thì cầm gì? Ý con nói đây không phải là cầm ca đấy, mà là cầm ca đi ăn mày đấy. Thì đi ăn mày kệ nghệ sĩ. Mày vô duyên thế, mày sao mày đi lo cho mấy con mấy thằng nghệ sĩ làm gì? À bà chủ, chào bà chủ. Gì? Đi với em, đi qua gặp con mẹ Kim Tuyến. Dép lời nhà em. Nhà có khách. Có việc gì? Thì tuần vừa rồi đấy, con mẹ bán cho em cái nhãn hột xoàn này này. Sao? Bữa nay đi appraisal mới phai đao ra sàn giá, mang tiếng là hả, vợ của con, vừa vợ của nguồn trung tâm lớn vậy mà đeo đồ giả, thế có bế mặt không ấy chứ. Ô tiên sư con mẹ này, hôm nay làm ăn nào mẹ bố tiên sư, tao ghét cái thứ lượng gà này, tao qua đánh bỏ mẹ. Ông bà chủ, ông chủ bà chủ sang đánh bỏ mẹ. Đúng rồi ấy, gió khổ, ông chủ bà chủ cứ bán băng giả cho người ta thì cuối cùng cũng có người bán đồ giả lại cho ông chủ bà chủ, chứ có việc gì đâu mà tức giận. Con kia mày câm mồm, mày biết gì? Một cuốn băng lậu ở đây tao bán á, một băng quân giả ấy, tao bán cái lời có 3 đồng, làm sao sánh được cái hột xoàn 8.000 đồng của tao. Tao mất 8.000 tao không tức, mà tao tức ở đây á, nó dám lường gạt tao. Đúng là cái quân lường gạt, cái quân ăn cướp, cái quân mà bóc lột sức lao động người ta, cái quân á thiệt tình. Này này, nhìn chửi mẹ thẳng vào đây này. Ấy chưa thấy cả nhà nó tự dưng mày sắn sỏ mày chửi mày sai. Xin lỗi mình em nhầm mồm, nhưng mà thà làm ăn lương thiện như mình ấy này nhá, mình bán hàng giả thì mình bán theo giá giả, con mẹ nó bán hàng giả mà nó lấy tiền, nó lấy tiền giá thật, nó có tắc không ấy chứ. Đúng rồi, anh ghét cái kiểu đấy lắm. Đúng. Để phải sang chửi nó. Đúng rồi. Tại sao mà nó bán cái 8.000 một cái hột tròn mà bự chà bá, cái này mấy ca, bao nhiêu tiền? 3 ca 2. Bao nhiêu tiền? 8.000. Tao không bao giờ tao đeo hột xoàng, nhưng hôm tao ra tiệm Ngọc Quan tao hỏi rồi, cái 3 ca mấy này nó phải nằm được độ 20 mấy nghìn. Bây giờ mày mua 8.000 thì nó có thật là tao con đẻ mày. Giống cái kiểu như là cuốn băng thật mình mua 25 đồng, băng giả nó có 8 đồng với mày, nghe chưa? Nhưng mà em tức là con mẹ này nó dám lường gạt em ấy. Tiền của mình là mình quậy bao nhiêu lần, cái đợt tăng giả mình mới mua được cái nhẫn này, bây giờ nó lường gạt làm sao mà em chịu được. Trời ơi mừng em. Mày nhí nhà nhí nhảy, mày mua 8.000 đồng mà 3 ca ra thì chỉ có Cupid Arizona chứ làm gì có hột xoàn. Nhưng mà cảm ơn. Thôi ông bà ơi, trời ơi đừng có nổi nóng giận chi. Ông bà mua cái hột xoàn này á giả phải không? Thiệt hại có 8.000 đô thôi. Trong khi ông bà bán DVD giả lời 8 đô. Nhưng bà đâu có biết mỗi một đợt phát hành băng như vậy đó, ông bà bán cái tiệm này ít nhất cũng phải vài ngàn cuốn, chưa tính mấy cái tiệm trên toàn thế giới nữa, cũng khoảng lên tới 60.000 á. Rồi như vậy có phải là trung tâm băng nhạc á, người ta bị thiệt hại ít nhất cũng phải cả 100.000 không? Ông bà thử nghĩ lại coi cái nào ghê gớm hơn. Bé ơi, bé. Dạ. Lấy cho chú cuốn băng gốc. Dạ đây thưa chú. Chú nói thật cho con biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của chú mà chú mua băng gốc này. Bao nhiêu?
Đấy, cuốn này đúng hơn nè. Cuốn này nó không phải. Bao nhiêu đây? Dạ 25 đô. Dạ. Dạ cảm ơn chú ủng hộ Bangkok nha. Làm gì mà thân tức đây? 8.000 thôi. 8.000 cái gì? Bây giờ có 10.000 cũng phải câm mồm. Chồng bà đi lường gạt bà chưa lo, bà lại đi mà vào đấy rồi bà mua như thế là đưa đúng rồi. Bây giờ cuộc đời bà bây giờ đây đấy, bà bị rồi đấy. Ngày xưa bà ông xúi tôi cho ai làm cái băng giả này, bà ông xúi tôi cho ai. Bây giờ nói chung là mình lừa người ta thì người khác lừa lại mình. Ấy trời kêu là quả báo, bà hiểu chưa? Cô làm cái gì vậy? Dạ em ra mở cửa văn phòng nha sĩ. Cô mở cửa phòng mạch hay là mở cửa động? Làm cái gì mà nhí nha nhí nhảnh vậy? Trời ơi, bệnh nhân tới đây nhổ răng là nhờ em không á. Ta tới là nhìn em, ta nhức răng qua ta thiết. Xong ta vô ta nhổ không á. Biết bao nhiêu nha sĩ muốn mướn em về á. Bực mình. Em cầm cho, nhiệm vụ của em mà. Ủa, trời không mưa mà cũng mặc áo mưa làm chi vậy nha sĩ? Nha sĩ đâu còn gì nữa, bảo hiểm nữa đâu mà cần phải mặc. Mặc trước chắc ăn cô ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạ, thôi cởi cái đi nha sĩ. Ừ. Ê, từ từ. Trời sao? Ơi, có chừng rớt tóc giả của tôi. Yên tâm đi, nha sĩ đâu còn gì thiệt đâu mà không giả. Ngậm miệng lại. Chứ vậy? Có chừng rớt hàm giả luôn bây giờ. Đây. Ngày nào không làm chuyện này hết trơn á. Ừ. Làm như bị bại liệt hay sao á. Già dễ sợ. Ủa, mà sao hôm nay mặc nha sĩ buồn bộ gia đình có người chết hả nha sĩ? Nhà không có người chết. Dạ. Nhưng mà trong lòng tôi đang chết đây nè. Bộ ung thư ruột hả nha sĩ? Phải. Mỗi tuần á. Dạ. Trung bình tôi nhổ 10 cái răng. 10 cái răng. Một năm á là 540 cái. Dạ. 20 năm trong nghề á, tổng cộng là 10.800 cái răng. 10.804 cái răng. Mà sao lội ra có 4 cái nữa? Bữa có nhổ phi cho em 4 cái không có ghi. À. Đó. Vậy mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi. Trời ơi. Tôi biết chắc là nó không có mê bả. Dạ. Nó chỉ muốn hốt cái đống răng của tôi thôi. Trời ơi. Thằng đó chắc miệng nó bự lắm, nó mới mua nuốt được mười mấy ngàn cái răng vô bụng. Không phải, ý tôi nói là cái tiền á, nhổ răng tôi đưa hết cho vợ tôi giữ, nó muốn lấy đó mà. Trời ơi, bà bác sĩ thấy đàng hoàng lịch sự vậy mà trời cũng lăng loàn quá hả? Thôi đừng buồn, đừng có giữ người ra đi, hãy giữ người ở lại, bỏ đi lấy người khác. Lấy ai bây giờ? Em chứ ai. Trời. Tha là bò đi hết, ta làm lại từ đâu. Lát mở bài đó cho nghe hay. Lấy cô thà tôi ở vậy sướng hơn. Ủa sao ai cũng nói em câu này ta? Mà tôi tức lắm. Gì tức nha sĩ? Phải chứ, bắt cặp cái thằng nào đẹp trai tôi không nói. Đằng này bắt cặp cái thằng xấu quắc à. Đâu có gì đâu, cái đó là gu của bả mà. Gu bà bác sĩ bà khoái xấu xấu vậy đó. Chứ bà khoái đẹp ngày xưa bà đâu có lấy bác sĩ. Có duyên quá cho nên bây giờ còn ở không nữa nha. Sao ai cũng nói em vậy hết trơn người ta. Tức lắm, nó xấu lắm biết không? Biết, cho mượn coi coi có hình ảnh gì không? Đây, có nè. Đây. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Ông này hả? Ừ. Wow, nhìn kỹ bây giờ mới thấy quen quen. Bạn trai của cô hả? Đâu có, bạn trai em là em cào rách mặt đó rồi. Thế sao cười?
Ai vậy? Tào lao. Cười cho cố bác sĩ. Em tưởng có mình em vô duyên chứ. Bệnh nhân của mình. Cái gì? Ông này ông tên Nguyễn Công Hàm. Bệnh nhân của tôi? Dạ. Tại bác sĩ đông khách, bác sĩ không nhớ chứ em nhớ. Tại ông này không có cái nét đẹp xấu lạ. Nhớ dài. Nó tên Hàm à? Dạ. Bộ lúc mới sanh ra ba má nó biết trước là nó có cái hàm răng nạo dừa hay sao đặt tên Hàm vậy ta? Ba mẹ nào mà biết trước? Ba mẹ bác sĩ cũng đâu có biết bác sĩ bự con đâu, cho nên mới đặt là Quỳnh bé đó. Chứ đáng lý là phải đặt bác sĩ là Quỳnh bự hay là Quỳnh xệ gì đó. Xệ quá à, xuống cấp. Phải nâng lên, hiểu không? Có nhiều nâng nhiều. Em nâng dữ lắm, nâng lên xệ quá. Bệnh nhân của tôi ha? Dạ. Ủa bác sĩ mà bác sĩ định trả thù con ta bác sĩ? Thằng này ta tới đây là ta tới số đó rồi. Trả thù con ta hay gì mà tới số? Dĩ nhiên. Sách y khoa có dạy. Dạy gì à? Đừng bây giờ chọc giận nha sĩ. Dạ. Từ trường hợp mình đã rụng hết hai hàm răng. Trời ơi. Sách gì viết tào lao vậy trời? Phải không? Cô nói cho cô biết. Dạ. Trong lịch sử cổ kim không có bệnh nhân nào mà dám dê vợ nha sĩ hết. Ồ. Tại vì khi nó ngồi lên chiếc ghế này có nghĩa là nó đã phó thác cuộc đời nó trong tay nha sĩ. Chiếc ghế này có thể là một ngai vàng êm ái, nhưng cũng có thể là một cái ghế điện dành cho kẻ tử tội. Trời trời, đi nhổ răng mà làm như đi tử hình hả? Cô không biết đâu. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, người ta không sợ gặp bác sĩ mà chỉ sợ gặp nha sĩ thôi. À em biết rồi, vô đây hả họng đâu có được nói gì đâu hả mọi cái bà nội. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Thằng đó tới đây nó chết cho tôi. Dạ. Chỉ có điều tôi tức quá. Sao ạ? Không biết chừng nào nó mới tới đây chữa răng. Trời đất trời. Bác sĩ nghĩ sao vậy? Văn phòng này có hai người em còn sống đây là bác sĩ yên tâm. Y tá đi làm gì? Sao? Để đó em. Có em là có tất cả. Alo. Dạ. Anh Nguyễn Công Hàm hả? Dạ, em gọi từ văn phòng nha sĩ. Dạ, hôm nay bác sĩ vừa mới lật hồ sơ của anh ra coi. Chết rồi anh ơi, nguyên hàm băng đẹp của anh bỗng nhiên có một lỗ. Dạ anh phải tới liền, anh không tới liền là lây nguyên hàm đó anh. Dạ không sao, hôm nay may lắm nha. Tôi giúp anh á, có một người bệnh nhân cancel rồi cho nên tôi bỏ anh vô liền. Dạ, anh tới liền nha. Dạ không, anh phải tới trước 5 phút á. Dạ anh tới sau 5 phút là cái lỗ liên thông với bao tử nó đẩy qua gan thế nào anh cũng đuôi cặp mắt à. Dạ tới liền anh. Anh mà tới sau 5 phút là anh thúi luôn bộ móng á. Ờ, tới liền, chờ anh tới trong vòng 3 phút hả? Dạ được rồi, cảm ơn anh nha. Tới liền nha, dạ tôi dành chỗ giùm anh. Dạ. Ai dạy cô cái chiêu này vậy? Bác sĩ chứ ai. Tôi dạy hồi nào? Trời em ngu lắm đâu mấy biết vụ này đâu. Mỗi lần trời mưa cái bác sĩ xúi em lấy hồ sơ ra. Người ta răng cỏ bình thường, bác sĩ nói kêu nó tới đi, nói nó sắp thúi hai hàm rồi. Thôi, chỗ nào ế với chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn á. Nhờ bác sĩ mới học được cái chiêu gạt người đó chứ. Dạ. Quên. Ủa bác sĩ, trước khi em vô em chuẩn bị đồ nghề em hỏi bác sĩ câu này nè. Cái gì? Câu này chính đáng trong cuộc đời nè. Sao? Bác sĩ đã coi lại trong tài khoản của mình nó còn tiền không? Chi vậy? Thường thường mà mấy bà mê trai bà hay lấy tiền cho trai lắm. Sao cô biết? Sao không biết, trong tài khoản em đâu còn đồng nào. Cô nói đúng. Dạ. Sáng này tôi coi lại trương mục của tôi đứng chung với bà. Dạ. Không còn một cắt. Vậy hả? Thằng này tới số rồi. Vô chuẩn bị hành động. Dạ. Bác sĩ yên tâm, em đã sẵn sàng tất cả. Tốt. Mặt biến thái thì ghê quá. Em ơi bác sĩ ơi, bác sĩ đau quá bác sĩ ơi, chết em rồi bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Trời ơi em đau quá, nhức quá bác sĩ ơi. Nó đó. Trời ơi cái lỗ, cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi. Nó chạy qua cái gan đưa lên con mắt rồi. Bây giờ em không có thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa bác sĩ ơi. Đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á. Mẹ giả tứ chèo quá. Cô cứu cô em đi bác sĩ. Nó đó, nó đó. Dạ. Cứu em. Chào anh Công Công. Dạ không. Công Công là thằng em của em. Em Công Hàm. Nguyễn Công Hàm. À Công Hàm. Dạ. Công nhận ba má anh đặt một cái tên rất là ý nghĩa. Tôi mừng quá. Anh này tới tôi quá mừng. Ủa bác sĩ ơi, mọi ngày bác sĩ ít có cười lắm. Sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ? Anh không nghe thi sĩ Xuân Diệu viết hả? Viết gì bác sĩ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu gì sao tôi cười. Mấy cái thằng mà tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười, nó bị khùng á.
Khùng á. Có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ. Sao? Đẹp trai mà lại bị khùng, bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai. Hay, tôi thích những người làm thơ với anh. Ôm hoài vậy hả bác sĩ? Thôi cứu liền em đi. Chữa. Thôi đi anh, ở đây nè. Tệ lên bác sĩ ơi. Cô y tá. Dạ. Ra ngoài khóa trái cửa lại. Dạ. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Dạ. Bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về. Hôm nay tôi muốn dành hết thời giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân Nguyễn Công Hàm. Yên tâm đi, một con kiến cũng có lọt qua được. Chuyện này là chuyện của em mà. Em cảm ơn bác sĩ. Có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá. Em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó. Chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ. Tại sao? Em cảm động lắm. Dạ. Yeah. Tôi còn cảm động hơn anh nữa mà. Dạ. Bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chữa đó, dạ, tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện. Bác sĩ muốn hỏi ý kiến em. À. Bác sĩ tìm đúng người rồi. Xin giới thiệu với bác sĩ. Em biệt danh là chính biết. Ừ. Cái gì em cũng biết đó. Chỉ có biết điều là em không biết thôi. Nói nè bác sĩ nghe này đừng có buồn. Những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó, chỉ có giỏi chuyên môn thôi, chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết á. Không có giống như em, cái gì em cũng biết. You là know nothing. Me, I know everything. Bây giờ nè, tình tiền tù tội nè, bác sĩ muốn cái gì hỏi đi, em cố vấn cho. Thấy cái mặt đau khổ vậy chắc hỏi tình rồi. Vợ bỏ phải không? Không phải. Mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng. Một năm là 540 cái. 20 năm hành nghề là 10.800 cái răng. Mình bỏ qua cái vụ này đi bác sĩ. Sao vậy? Cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á. Em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi. Tôi chưa có nói hết. 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi ha. Tôi biết là nó muốn manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi. Coi, nó hốt 10.800 cái răng đó về nó triển lãm răng hả bác sĩ? Không phải, nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó, hiểu chưa? Hốt 10.800 cái răng, vậy chi là gần cả chục triệu. Thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta? Thằng này nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ? Nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi. Mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó. Bệnh nhân của bác sĩ? Thằng này ung thư gan chắc luôn. Sao ung thư gan? Chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám dê vợ nha sĩ thôi. Mà em nói bác sĩ nghe, em nhìn bác sĩ vậy em tội nghiệp bác sĩ lắm. Cái gì? Thấy thương bác sĩ dễ sợ. Cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó, đó coi là đó. Bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết, để già cả ốm yếu đi, đúng không? Bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì nữa đâu. Nói nghe, vợ của bác sĩ tuổi này là tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi hồi xuân. Gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó, nó sung sức, nó biết chiêu thức, nó biết ga lăng lịch sự, nó đưa đi ăn uống, rồi nó mở cửa xe, nó đưa vô nhà băng, nó hốt đống tiền về đưa cho nó, rồi nó bế về nhà, để lên đầu, bưng đi tắm. Bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ, chịu sao nổi. Không, có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa, tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá, tội nghiệp quá. Vậy theo anh, tôi sẽ làm gì? Bình tĩnh bác sĩ, bình tĩnh, mình nóng nảy lắm nó hại não. Để đó em, chính biết mà, I know everything. Bây giờ nè, em cố vấn cho bác sĩ. Bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây ha. Rồi nó tới đây nó nhổ răng. Để nó ngồi vô cái ghế này. Ngồi vô đó. Ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ thấy không? Xong rồi mình đè nó xuống. Mình nhổ sập mấy cái răng không đau. Cái nào đau mình để lại nha. Không có được. Làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao? Thưa sao được bà thưa. Mình có ghi rõ ràng kìa. Nhổ răng không đau, tức là những cái nào đau mình không nhổ. Mình chỉ nhổ những cái không đau thôi. Làm sao mà thua được? Hay, ý kiến là rất là hay. Thôi, cảm ơn anh.
Chính biết, I know everything. Đó, em nói bác sĩ nghe, cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi. Ừ. Nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù, em có chiêu này cũng độc hơn nữa. Chiêu gì? Dứt khoát, không được chích thuốc tê. Không chích thuốc tê. Lấy cái dao mổ, rạch hai cái nú nó ra, lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em. Trời ơi, tưởng tượng đi, đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng, cào cào tát cài, cào cào cài vô nó nhọt chết. Đàn bà ấy đã bỏ chạy liền. Trời ơi, vợ bác sĩ sẽ về với bác sĩ không? Tại vì ông bà mình có câu sao, cái răng cái tóc là gốc của con người, không có gốc làm sao nó làm con người. Đúng không? Anh nói rất đúng. Đúng. Cảm ơn anh. Em chính biết mà. Anh chẳng những là một cố vấn giỏi, yeah, mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa. Trời ơi, anh làm như anh không biết chuyện gì xảy ra. Em không biết chuyện gì đâu. Anh không biết thiệt à? Dạ em không biết chuyện gì vậy chị. Ông này không hay lắm. Quỳnh Công Hàm rất là hay, anh rất là hay. Cái mặt của anh nó gọi là poker face. Ừ, cái mặt đồ này thích, lát tôi thích anh poker. Trời ơi, Hương Thủy kỳ viên rủ đánh hoài. Thích đánh lắm không? Ừ. Vô cuộc à, giao cuộc. Vô liền hình nào. Dạ. Làm liền đau quá. Đây, anh ngồi xuống đây. Lẹ 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 bác sĩ, 4 phút 59 rồi. Qua 5 phút là em chết đó bác sĩ. Đồng nghề đâu bác? Dạ. Lấy cho tôi đồng nghề. Đau quá. Đây. Dạ đây. Đây, để lấy lên. Đây làm việc có tầm quá ta. Cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ. À. À. Oh yeah. Trời ơi. Hai người làm như là coi phim ba ác chị trời. À, vậy anh, bác sĩ. Anh muốn ba ác chị gì? À. Có. Cuộc lại. Gì vậy? Bác sĩ em chỉ có sửa nhổ răng thôi, đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ. Đâu có tra tấn gì đâu. Tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà. Cái gì vậy? Ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ? Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà, đâu có cần áp phê lẹ dữ vậy. Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả? Không, tôi thay đổi rồi đó. À, bác sĩ ơi, nhưng mà em thẳng. Tôi biết anh thẳng mà. Em thẳng. Miễn cưỡng mới đem lại hạnh phúc đó bác sĩ. Được, rồi anh sẽ thấy hạnh phúc. Dạ. Nước. Dạ. Cái gì đấy trời ơi. Đi nhổ răng mình phải đi ăn coffee đâu trời ơi. Bác sĩ này công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn. Cái gì vậy? Bác sĩ ơi bác sĩ, cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ. Nó đó. Hả miệng ra. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ. Sâu nào cũng chữa được hết. Yeah. Hả miệng ra. Bắp, 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 ao, bắp. Cái gì vậy? Điện thoại tôi đâu? Có ren rồi phải không? Dạ, điện thoại. Hãy tôi đưa vào. Túi này có bác sĩ nè. À. Dạ. Bác sĩ ơi, cái gì vậy bác sĩ? Hả? Ôi, ơi! Ai? Trời ơi! Bác sĩ ơi, xịt tôi đây chết con sâu đo bác sĩ ơi. Lâu. Xin lỗi. Trời ơi, ông sách tâm bậy tâm bạ, người ta tưởng tôi đá dầm chắc trời. Gì vậy trời? Dạ. Không còn. Hả? Không còn. Thôi tôi kia kìa. Dạ đây. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhổ răng sắp à. Trời, cái miệng này chắc bỏ cả ký không còn hả bác sĩ? À. Yên tâm, dạ. Có 5-6 ký lần mà. Dạ. Hả miệng ra, hả miệng ra. Nè, tôi nói cho anh nghe, không có cái nghề nào mà căng thẳng bằng cái nghề nha sĩ hết trơn á. Bác sĩ gặp bệnh nhân á thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa. Còn tôi gặp là phải làm. Khổ lắm mình biết không? Thấy không? Đau răng, nhức răng, chân răng bị ngứa, răng vàng. Tới thì kiếm nha sĩ hết. Tôi khổ lắm. Tám răng là niềng răng nè, thấy không? Đủ thứ tối ngày thì thấy toàn răng. Về nằm mơ cũng thấy răng. Cho nên tôi bị dễ bị nổi điên lắm. Lâu lắm bác sĩ ơi, dạy cho lẹ nè. Rồi đó, rồi đứng yên đi. Vô phước cái thằng nào ngồi trước cái mặt nha sĩ rồi nói nâu đi. Đừng có chống cự, nát chết bây giờ. Trời ơi,
Gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm còn nhỏ quá. Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước. Dạ. Dạ bác sĩ, cái kìm này em bữa nhổ cho gót guốc. Hãy khoan trước. Được rồi. Dạ. Cô nhắc tôi mới nhớ. Dạ, để em. Trời ơi, tôi làm gì khóa cửa? Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, đi ra coi cô. Anh ơi, trời ơi, anh ơi. Ủa anh Hàm, trời ơi, ướt hết, lấy khăn chậm. Cô ơi, anh Hàm ơi, có sao anh Hàm ơi? Nè khăn hả bác sĩ? Trời ơi, ướt trời ơi, chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, nó không nghe bác sĩ đâu bác sĩ ơi. Tôi chết rồi. Tôi còn sống hay tôi đã còn, chết? Còn sống. Đây là đâu? Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Tán tôi bạc tay coi. Thấy trắng trắng, thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi. Tán bạc tay coi. Tán bạc tay nữa. Mở ra cho người ta. Trời ơi. Cần em đạp vô mặt cho tỉnh không? Khỏi. Đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi. Mừng quá tôi còn sống rồi. Trời ơi. Ôi cái hàng rào chỗ nhà mình đuổi đó. Buông ra. Em quá. Anh làm gì vậy? Anh cho em mồm đó. Anh đi vô trong, anh Hàm ơi, anh vô trong. Anh vô trong anh rửa mặt sao? Cho tỉnh táo nha, tôi xin lỗi anh. Tôi cô đưa anh vô trong. Ừ, anh đi vô trong anh rửa anh mặt cho tỉnh táo. Đường này nha. Là thiên đàng nè anh. Ừ, đường này là địa ngục, đường này thiên đàng. Trời ơi anh làm cái gì vậy anh? Còn hỏi nữa hả? Đừng có giả bộ ngây thơ nghe chứ. Em giả bộ cái gì chứ? Anh bữa nay anh ghê gớm dễ sợ luôn, bà gan quá. Bà dám hẹn tình địch ở đây. Tôi hẹn tình địch là ai? Tình của bà, địch của ổng. Trời ai tình ai địch? Tôi đâu biết ai địch ai. Trời ơi, cô ấy nha. Tôi sao rồi có. Bà hẹn họ ở đây nè, anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á. Hẹn họ ai? Hẹn họ ông Nguyễn Công Hàm. Rồi tôi hẹn ông Hàm tôi đâu có chối đâu. Trời đất ơi. Cái gì? Trời ơi, ông nha sĩ thấy chưa? Hẹn họ, hẹn trai mà không có chối. Em nói rồi, lấy em chịu. Em không hẹn ai đâu nè, lấy em đi. Anh. Im đi. Em hẹn anh Hàm mấy tháng nay. Sao? Hẹn mấy tháng? Hẹn một tháng là banh xác rồi. Hẹn mấy tháng thằng quỷ nó đâu có cái bàn nào, thấy khủng khiếp không? Hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi. Trời ơi anh nè, anh Hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín, cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh hả. Trời ơi, nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai mà trai trẻ nữa mới chết. Trời ơi, thì ra là cô nó lấy hết tiền riêng một tôi để mua nhà cho nó đúng không? Em mua nhà cho anh. Cái gì? Cho tôi? Em lấy tiền em đao tiền nhà. Tại vì 2 tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi, anh biết không? Dạ khoan bà bác sĩ, cho em quay em nhìn. 50 đấy hả? Quay lại đi nhìn như sáu mấy 70 vậy cha. Xệ dữ vậy, cắn lên. Tao mua nhà cho ông kìa, cắn lên. Anh á, em tính á là cho anh nghỉ hưu sớm, hoặc một tuần anh làm 2 buổi thôi. Tại vì nghề bác sĩ á 70 tuổi còn làm được, còn ngành nha sĩ như anh á lớn tuổi một chút là rung tay rồi, làm sao mà nhổ răng cho người ta được. Dạ đúng rồi đó, dạo này nha sĩ cũng rung dữ lắm. Bữa ông nhổ cho em 4 cái mà ông nhổ lộn thành 5 luôn á đó. Đó anh thấy chưa, tới chừng lúc đó đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng. Bây giờ anh làm hư chuyện của em, mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó. Mất mặt tôi luôn cô nha. Cô nói ra nói vô gì chồng tôi nói như vậy nè. Em không có nói, em đâu có nói gì đâu, em chỉ có suối thôi à. Em biết gì đâu nói. Trời ơi, đi vô coi người ta làm sao dẫn ra đây coi. Anh Hàm, anh có sao không anh Hàm? Anh Hàm ơi, anh đừng có buồn, có gì em hiến thân đền đáp cho anh. Tôi đi bà đổi. Trời ơi, thấy trai đẹp cái tùm tướp nhân cướp vậy à. Chân ngắn có hạn thủ đoạn bao la là cô á. Cô á bây giờ còn phải đi thẳng tới viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Cô tút lại đi, quả mai tôi suy nghĩ lại. Anh Hàm ơi, tôi xin lỗi anh đừng có giận nha anh Hàm. Xin lỗi cái gì? Cô đó vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc tới tôi mất mạng rồi, cô thấy không? Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ. Nói thiệt rồi, bực mình. Tôi là công Hàm mà chồng cô suýt xuống số làm tôi còn cái hàm không mà. Thôi mà anh Hàm, anh đừng có giận. Tại vì tôi nóng nảy quá, tôi ghen thầm bậy, tôi hiểu lầm, xin lỗi anh nha. Anh đổi phải bỏ qua giùm. Em à, em đừng có giận anh nha. Giận anh sao không giận? Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa. Anh biết là em thương anh lắm không?
Biết. Luôn cả cái tính mà lười thay đồ của anh em còn thương. Chịu cái mùi chua của anh 20 năm rồi em còn chịu mà. Em chịu 19 năm rồi đó. Chua dễ sợ. Vậy mai nghỉ đi. Dạ không, mai mửa tiếp, đừng đuổi em. Mai hử tiếp yên tâm. Nhân viên của anh này vậy đó. Đó, không phải hở hở một chút cái là mình bỏ nhau. Bởi vì ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Đây á là nét đẹp Á Đông đó. Mình biết mà. Thôi anh xin lỗi nha, đừng có giận. Nhưng mà anh tức. Anh vẫn còn tức một chuyện. Tức cái gì? Hồi đó giờ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì. Bữa đó em nhắn tin em lén lút ở trong nhà bếp em làm vậy là sao? Trời anh ơi, em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy. Người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có hai cái cell phone. Một cái là để xài bình thường, còn cái thứ hai á để thách chứ gọi cho tình nhân, biết không? Bây giờ em có một cái à. Chừng nào em có hai cái á, lúc đó đó. Ủa sao bà kỳ, bác sĩ kỳ kìa bác sĩ. Tôi có 6 cái mà sao cũng chưa có ai trơn. Nhắn tối xả trời ơi, nhắn banh sim luôn á. Cô có 100 cái còn không có ai lấy cô đâu. Nè, bây giờ em có 1 cái thôi ha. Chừng nào em có 2 cái á, lúc đó đó anh khóc hận là vừa. Anh biết rồi. Em là trung thủy với anh mà. Điện thoại rung quá bác sĩ. À. Alo. 2 cái. Em nghe nè. 2 cái lấy em là vừa. Hả? Em có 2 cái phone. Anh chết rồi. Anh ơi. Ê, bác sĩ, anh, bác sĩ, bác sĩ. Anh ơi, cái phone này em mua cho anh ơi, cứu. Hô hấp nhân tạo đi, phải hô hấp nhân tạo. Bắt thở rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi. Phải thở thôi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Ê, cứu bác sĩ. Trời ơi, tỉnh liền. Vừa nghe cái hơi tỉnh rồi. Chết tôi rồi.